Người đàn ông này bị bệnh tâm thần phân liệt hơn 30 năm qua. Anh ấy là con của người dì thứ hai, mẹ mình thứ ba. Tuy bị bệnh nhưng anh luôn có tâm hồn ca hát, mặc dù bài bản lúc nhớ, lúc quên. Trong đêm đám tang của mẹ mình, anh ấy đến chia buồn và tiễn đưa với hai câu hát. Dù không hay nhưng cũng xin ghi nhận tấm chân tình và xin chia sẻ với bà con. Trích đoạn sự tích cây quyên ương. Cho dù mặt đất này có đồ tăng quan, có dần mày kia tắt đèn đi dầu chèo chống lừa đồ, nhưng tình cảm của hai ta như ngàn trùng thủy đập đầu đêm nay. Rồi ngày mai đi việc đang ơi, đừng ngồi thiện việc đi cho đau lòng người chủ đề, đừng khóc nữa đang ơi, chẳng biết giờ đẩy môi người mỗi nhà không có bao lực nào ngăn. Không có đường ra luôn rồi, mai ra cho em hết đường ra luôn rồi. Mà cố gắng chúng ta hãy cùng tan nhau đi chúc hoàng được trần, cho dù người ta có nhiều quyền quý bạo lực cùng sống về hoàng ngàn chúng ta hãy cầm dân ơi đừng đòi nhiều lời gian lao mà tại sao quyền gặp trời.